Sáng giờ Việt Nam, mỗi buổi sáng dẫn nhàng chia sẻ văn sao của Tổ sư Ấn Quang phát trực tiếp trên trang web vô đường thọ.vn. Mọi người có đường truyền internet nên phổ biến cho mọi người để họ theo dõi. Thì đây là một cái pháp thí rất là thù thắng. Pháp thí nó thù thắng hơn mỗi thí. Dù mình có tiền mình cho người ta triệu này, triệu nọ, tỷ này, tỷ nọ đi, thì cái đó là cái phước báu. Nhưng mà trong mạng họ không có tài, họ giữ không được. Nhiều lúc nó gây họa cho họ nữa. Khi họ có tiền mà họ không biết làm ăn á, họ hưởng si phước bằng cách là họ tiêu xài, nó phung phí. Nhưng mà mình đem Phật Pháp đến cho họ thì họ không nhận thì thôi, chứ nhận cái là có thọ dụng hữu ích ngay. Hiện bây giờ chúng tôi thấy ở bên Mỹ, các nơi như ở Hawaii, Cali, rồi các nơi họ theo dõi buổi sáng, họ nghe họ rất là thích. Này có cái cô Phương Bảo cũng dường $1,000 ở miền Nam Cali. Cái lúc chúng tôi qua tổ chức pháp hội bên đó thì cô có đến tham dự. Bây giờ cô mới nghe 2 tháng nay, tức là từ khi chúng tôi giảng trực tiếp, cô rất là hoan hỷ, cũng dường phóng sanh, in kinh, làm những cái chuyện công đức. Nhưng cô nói khi nhận được báo cho cô biết cái buổi sáng cô nghe pháp, để cô biết cô yên tâm. Ngài Nhuận Minh đã nhận được rồi. Về cái việc mà họ nghe rồi họ tỳ hỷ cúng dường thì hữu ích đôi bên. Đôi khi mình vận động thì làm cho người ta chưa chuẩn bị trước rất là khó xử. Thời gian họ nghe mình giảng, họ nói ông thầy này giảng sao mà cứ lên kêu gọi vận động tiền bạc không. Cũng có một số các vị thầy mới lần đầu giảng pháp rất là thâm sâu, lưu loát, và người ta nghe có thọ dụng. Sau đó rồi một thời gian thì cái điều đó nó mất đi, và cái điều mà nhu cầu về vật chất nó trỗi dậy, rồi bắt đầu cứ đi vận động. Mà cứ nói pháp cho người ta nghe, người ta tu, người ta sanh tâm hoan hỷ, nó khởi bồ đề tâm linh, nó tùy hỷ cúng dường thì nó tốt hơn là mình có điều kiện với họ. Đó là giống như nói với mấy em huynh đệ, khi làm giảng sư thì cái chỗ này là cái chỗ lưu tâm. Nên nhiều người mang cái sổ vàng đến đưa Tổ sư Ấn Quang, ngày có được bao nhiêu tiền đó ngài cúng dường cho họ xây chùa hoặc làm gì đó, là ngài không ghi trong một cái tờ nào trong cuốn sổ vàng, trả nguyên lại cho họ.
Ngài nói Ngài không quen làm chuyện này. Đó là cái việc mà mình phải theo người đi trước để làm cái chuyện này. Bởi vì rất nhiều người họ thích lên công chúng để có tiếng tăm. Khi có tiếng tăm, chiếm được lòng tin của những người khác rồi thì bắt đầu họ vò vĩnh đến cái chuyện tiền bạc, vì cái này không nên. Người đời người ta rất nhạy cảm về cái chuyện mà tiền bạc khi mà mình gợi ý. Đó là điều mà chúng tôi nói để mọi người biết. Mình sáng hôm nay nói về cái việc đó là mái chèo lâm chung, hay gọi là lâm chung tiếp dẫn, hay gọi là lâm chung tam đại yếu. Vì sao mình niệm Phật mà không được vãng sanh? Hôm nay cái đề tài này nói 3 ngày. Thứ 6, mai thứ 7, mốt chủ nhật. Mốt chủ nhật với nhàn linh tịnh thất để giảng sẵn cúng dỗ cụ Chánh Minh, thân phụ của thầy Nhuận Minh. Vì sao mình niệm Phật mà không được vãng sanh? Không có nguyên do của nó. Nguyên do đó là do mình chứ không phải do Phật. Do mình. Lời nguyện của Phật giống như là trăng. Trăng thì nó soi xuống vạn vật và soi xuống tất cả các hồ nước không có phân biệt. Nhưng mà do nước động, nước nó sao động, cho nên ánh trăng nó không có hiển hiện rõ ràng ở dưới nước. Dầu là một chén nước, dầu là một ly nước, dầu là một hồ nước, dầu là một biển nước, thì trăng không có phân biệt là nước ít hay nước nhiều. Chỉ có nước đục, chỉ có nước nó dao động, cho nên hình ra trăng nó không hiển hiện ở dưới cái lòng sông, trong cái chén, trong cái hồ, dưới biển cả. Như vậy là do trăng soi xuống có vấn đề hay do nước có vấn đề? Do nước có vấn đề, đó là sao động, là đục ngầu. Phật dùng nguyện lực thương chúng sanh như con đỏ. Đứa con mới đẻ ra đỏ que, người mẹ thương vô cùng thương. Mình không phải người làm người mẹ sanh con, nhưng mà cái cảm giác người mẹ mang đứa con trong lòng mình, trong bụng mình 9 tháng 10 ngày sanh ra để mong thấy mặt mũi con, thương thương vô cùng luôn. Nhưng Đức Phật thì thương người con, thương chúng sanh còn gấp trăm ngàn lần người mẹ khi vừa sanh đứa con lọt lòng. Vì Phật thương hơn gấp trăm ngàn lần, cho nên Phật mới muốn cứu vớt cho họ ra khỏi cái cõi ngũ trược ác thế. Cho nên mới là thương hơn gấp trăm ngàn lần. Cha mẹ mình chỉ để sanh mình ra trong cõi đời này và vẫn ở trong cõi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thôi. Nhưng mà Phật thì muốn đưa mình ra khỏi cái tam giới này, vì không đâu, trong tam giới này không đâu chẳng phải là quán trọ. Quán trọ mà chúng sanh chấp như là nhà cố định, là nhà thiệt. Ở trong kinh Pháp Hoa dùng danh từ là hóa thành và bảo sở. Hai danh từ này anh em ghi vô thấy hay. Hóa thành tức là cái thành đó do những người họ đi một đoạn đường xa quá, họ hỏi tới đích chưa, thì những người đó người ta nói tới đích rồi, nhưng mà họ xây những căn nhà tạm để cho dừng chân rồi mệt, hết mệt rồi bắt đầu họ nói chỗ này chưa phải là mục đích, chưa phải là đến đích, chưa phải là bảo sở, chỉ là hóa thành. Họ đập cái nhà đó đi cho mình đi tiếp. Đi đoạn nếu mình mệt quá rồi họ xây dựng thêm một cái nhà để cho mình ở trong đó, cho mình ở trong đó, gọi là hóa thành, nó tạm thôi. Cũng như là Ta Bà chỉ là một trạm hóa thành trong 10 trạm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, đều là trạm hóa thành hết. Và đến cảnh giới Phật mới là bảo sở. Thì như vậy, trở lại vấn đề đó là vì sao niệm Phật không được vãng sanh.
do tâm mình có vấn đề. Cái vấn đề chỗ nào là mấu chốt? Không xả ly, không xả ly ta bà thì dầu cho có hâm nguyện nữa thì nó cũng không thành tựu. Vì cái nguyên lý vãng sanh là phải xả ly ta bà, hâm nguyện tịnh độ. Mà mình xả ly tình chấp không được, ngã chấp không được, pháp chấp cũng xả ly không được. Thì khi mình xả ly không được thì làm sao về được? Dầu cho hâm nguyện suốt ngày nguyện nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung, con nguyện lúc lâm chung con sanh được về Tây Phương tịnh độ, nhưng mà vẫn chấp vô hóa thành này, vẫn chấp vô trong cái thân giả tạm này, vẫn chấp vô con cái của cải vật chất, thì làm sao đi được? Muốn đi mà không đi được do cái tâm mình nó bị dính mắc. Buông xả không có tốt, buông xả không có đạt, cho nên thành ra là buông xả không có tốt, cho nên thành ra là nguyện vãng sanh nó không có đạt tiêu chuẩn. Mà trong cái việc mà chấp đó thì Ấn Tổ nói cái chướng ngại lớn nhất của người vãng sanh đó là tình chấp. Tình đó là phàm tình, là phàm phu chúng ta nè. Chấp tức là cái ngã chấp, nó chấp vào phàm tình của pháp chấp. Nhìn từ đủ gọi là phàm tình của pháp chấp, là tâm phàm chấp vào bên ngoài, giống như là con cháu của mình cũng là một cái pháp chấp ở bên ngoài. Rồi chồng con, tiền của, vân vân mọi thứ mình không biết, nó là tạm để xài trong một trạm quá thành thôi. Một trạm quá thành của ta bà đây là mình xài tạm nó thôi. Cái thân cũng là xài tạm, của cải cũng xài tạm, nhà cũng là xài tạm. Cái gì để ý, cái người xài tạm nó khác với là cái người xài thiệt lắm. Cái người xài thiệt là có là họ mừng, giống như là coi như họ, những người trúng số họ mừng ngủ không được. Họ mừng dữ lắm. Họ mất một cái là họ buồn, họ khổ chết đi sống lại. Muốn chết chết không được, khổ cực kỳ khổ. Thì người này họ thấy là thiệt, nó là như vậy, mới là như vậy. Chứ còn nếu mà thấy giả thì cái sao đâu. Bây giờ hai cái cục vàng, mình biết cục vàng giả rồi đó, thì mình không quan tâm đến nó, không quan tâm. Biết cục vàng thiệt là mình quan tâm. Cái gì là vàng thiệt? Cầu vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là vàng thiệt, là hạt châu, hạt kim cương. Còn vật chất của cải bên ngoài đó là vàng giả. Nhưng mà chúng sanh do si dại, chấp giả thành thiệt, thấy vọng là chân. Chết là chỗ này, chết là chỗ này. Tổng quan hay ví dụ, đứa con nít mà cho nó viên ngọc, nó không có xài, nó kêu cái này không có dùng được, cái này không bằng viên kẹo đâu. Đưa viên kẹo thì nó lột lột ra, nó bỏ vô miệng, nó lụm, nó cười, nó sung sướng, nó vui, nó kêu ồ cái này xài được. Nhưng mà không ngờ viên ngọc bán ra là mua không biết bao nhiêu thứ đồ báu. Viên kẹo là cái gì đâu. Ê, thấy chưa? Thì Ngài nói là hàng phàm phu mình đó, là thấy vàng của cải vật chất, của báu ở cõi này nè, đó là viên kẹo á, cho họ, họ thích vô cùng. Công nhận này ví dụ nó hay quá cỡ, mà đúng chính xác luôn. Mà cho câu Nam Mô Di Đà Phật, thằng chú đại bi niệm Quan Âm để liễu sanh thoát tử, đây là viên ngọc quý. Ôi cái này mà cần làm gì, không dẹp con bên. Chưa đến lúc để cầu, đến lúc mà ngáp ngáp gần chết rồi niệm cũng được. Giờ niệm làm gì, lo suy nghĩ kiếm tiền, kiếm của cải vật chất để xài chứ. Để toàn tâm tư trong đó, và từ bắt đầu là đi ra trường, rồi bắt đầu đi làm, là để toàn tâm tư vô trong đó để kiếm tiền. Là đi kiếm viên kẹo, là kiếm của cải vật chất, là kiếm rơm rác. Ấn Tổ hay dùng danh từ là bỏ gai, gọi là bỏ vàng gánh gai. Bỏ vàng gánh gai.
Trời ơi, câu Phật hiệu nó niệm nó an lạc còn hơn vàng châu báu ngọc ngà, không chịu bỏ nó đi gánh gai. Gánh toan là gai gốc phiền não của cải vật chất, có rồi mừng, mất rồi khổ, chồng có thì cười vui, đám cưới giết gà dịch ăn hả hê luôn. Ôi đám cưới bữa nay vui quá, chúc mừng bạn trăm năm hạnh phúc. Trời, mới 3 năm ly dị mất tiêu. Trời kỳ vậy ta. Toàn là sống bằng vọng tưởng giả dối không. Đó, có phải là bỏ vàng gánh gai không? Có người người nên niệm Phật, người ta biết rồi, người ta bỏ gai gánh vàng. Bỏ gai gánh vàng là những cái ý niệm vọng tưởng của họ trong mạng có xài không có thôi, không có vọng tưởng điên đảo, hàng ngày lo chăm chỉ niệm Phật tích phước làm lành là bỏ gì gai gánh vàng. Muốn gánh cái gì à? Gánh gì? Gánh bánh hỏi, chủ gánh bánh hỏi cũng khổ chết đi. Gánh rau gánh gì nó cũng khổ hết trơn. Hay vô cùng. Thì cái chướng ngại của cái con người bản sanh đó là tình chấp. Tình chấp về pháp chấp, tình chấp về ngã chấp. Hai hai cái này là bao quát hết. Một là chấp thân tâm, tâm thì chấp vọng tưởng, chấp vào cái đúng của mình, người khác là sai, chấp vào cái suy nghĩ của mình là đúng, cũng là chấp vào trong cái ý niệm của mình là vọng tưởng. Rồi chấp vào cái thân giả tạo này, cho nên lấy bao nhiêu thịt chúng sanh nhồi nhét vô trong đó cho nó lớn lên, cho nó khỏe ra, kêu nói ăn vô là khỏe. Mà đúng cái tâm thức của người ghê nha, nó kêu ăn rau cái mệt bệnh cái nó thành bệnh liền. Đúng thì tâm tưởng sự thành, ăn thịt vô cái nó kêu hồng hào khỏe cái nó khỏe liền. Ghê vậy ta, cái tâm thức của người nó tâm tưởng sự thành nó kinh hồn, rồi nó kêu làm cái chuyện đó mới là khỏe, mà làm mệt chết người luôn nhưng mà nó kêu khỏe. Ở đó hay thế, là cái tình chấp con người nó kinh hồn vậy. Thì bây giờ xả ly cái việc gì là đáng xả ly và gấp rút nhất là nên xả ly cái gì? Ngũ dục, tài tiền có xài chơi không có thôi, không sinh xỏ, không kêu gọi, không có huệ lụy với nó, không có bị nó trói buộc, có xài có thôi, quyết định là như vậy. Chính những người như vậy họ lại có nhiều. Có người mà nhọc nhằn quá và bôn ba rồi rồi chạy chọt rồi tìm kiếm rồi đủ kiểu thì nó lại không có khổ vậy thôi chứ. Hữu tâm mà cầu cầu không được, vô tâm mà cầu cầu lại có. Về tiền bạc họ xem nhẹ như đôi dép đất, không có gì quan trọng. Nhưng mà có những người họ không thấy cái này là cái chuyện trở ngại vãng sanh, họ không muốn liễu sanh thoát tử thì họ nói cái chuyện này quan trọng. Cũng như có cái anh bên Mỹ về, anh nói chị của con quá đáng. Hỏi sao mà chị của anh quá đáng? Nó kêu là bà ở Việt Nam bà quá trời giàu luôn, bà giàu kinh khủng, bà mua bao nhiêu tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh mà con cứ gửi tiền về cho mẹ con là bà qua bà mượn. Mẹ con nói ủa sao mày giàu có quá trời, nhà cửa tao không, cái nhà tao không bằng cái nhà của mày, mà sao mày cứ mượn tiền? Kêu trời ơi, con mượn con mua thêm một cái nữa, đang thiếu tiền mua thêm cái nữa. Cả chục cái nhà rồi mà cứ thiếu tiền hoài. Bỏ gai, bỏ vàng gánh gai, gặp chướng ngại cho coi. Trời, con cái nó phá, chồng theo vợ bé nó làm sùm ở trơn luôn. Quả đến gai góc khóc. Cho nên thành ra là họ họ tham đắm về tài, cho nên Ấn Tổ nói trong cõi này có hai cái chuyện, đó là tài sắc và thuộc nghịch, nó giết con người chứ không có gì hơn. Thực sự chúng tôi ngồi đây nói chuyện với mấy anh em huynh đệ, Tam Bảo chứng minh chưa khi nào chúng tôi lo toan và suy nghĩ rằng là ngày mai không biết có ai cúng nữa hay không, đại chúng đông như vậy sinh sống làm sao, chưa có ý niệm này. Vì hiểu luật nhân quả là đại chúng ở đây họ có cái phước cho nên họ tồn tại ở đây, khi họ hết phước thì họ phải ra khỏi chỗ này, và cái nơi này không còn phước nữa như khu chiên tu tỉnh thất thì nó tự tan vỡ thôi, không lo cho nhiều, chỉ lo cái gốc là họ chịu tu hay không. Nếu mà họ chịu tu thì công đức phước đức có thì tự nhiên ứng cúng, không lo. Hiểu được đạo lý này
Còn người đời thì họ hiểu được đạo lý là họ có chịu làm phước báu không, chịu tích phước không, họ có chịu làm phước hay không thôi. Còn cái chuyện giàu có là cái ngọn. Nếu mà cái gốc mà họ chịu làm phước thì người này không bao giờ thiếu phước, không bao giờ trục trặc trở ngại chuyện gì hết. Dẫu cho bây giờ họ làm nhưng mà lúc trước họ chưa làm cho nên làm vẫn chưa đủ. Và không bao giờ lo sợ là không biết ngày mai như thế nào, lúc dịch bệnh vào trung tâm điểm chúng tôi vẫn đại chúng sống bình an. Tin Phật, mình tin Phật là công đức Phật hiệu này. Nếu thực sự chân thật mà niệm thì Phật không để mình đói. Và khi mình đã tin Phật rồi thì từ cái lúc hiện tại này mình sống cho đến lúc lâm chung là hoàn toàn giao hết cho Phật. Đói cũng do Phật thử mình á. No cũng là Phật thương mình á. Bệnh cũng Phật xem mình coi có bỏ chí nguyện giảng sanh không á. Rồi không bệnh khỏe Phật cũng gia hộ mình đó. Người ta chửi mình cũng Phật đến kêu người đó thử thách mình đó. Lúc lâm chung Phật đến rước mình là chắc luôn. Bởi vì toàn bộ là giao hết cho Phật rồi. Còn mình không, mà không tin Phật, không giao hết cho Phật, tin khả năng mình thôi, tin cái khả năng của mình. Làm ăn giàu có cũng khả năng của mình, không phải phước báu, không phải nhân quả đâu, không phải Phật trời gia hộ đâu. Không tin vô cái phước của mình đã tích đâu. Là phàm phu si dại như vậy đó. Rồi. Rồi đến cái lúc mình gặp nạn, mình cũng do ông trời ông hại mình, gia đình hại mình, hoàn toàn là hiểu sai sự thật hết luôn. Thì mới gọi là vô minh chứ. Chúng sanh vô minh là như vậy đó. Thì bây giờ mình muốn vãng sanh thì sao? Muốn vãng sanh thì người này chịu buông xả. Một mặt là họ buông xả, một mặt là họ tích lũy tư lương hành trang, thiện căn phước đức nhân duyên tín nguyện hạnh, họ tích lũy tốt. Những cái gì họ còn để vào tâm để họ giữ là họ để vào tâm, họ giữ, họ tích lũy. Những cái gì không cần họ xả. Thì người này biết giữ và biết xả thì họ thành công. Đúng không? Bây giờ tín nguyện hạnh, họ tích lũy sâu dày, tinh sâu nguyện thiết, hành chi. Và tịnh nghiệp tam phước họ hành cho triệt để. Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết, làm 10 điều thiện, họ làm triệt để luôn. Họ biết đây là cái đồ mang đi được nè, đây là mang đi được. Nhưng mà khi họ làm như vậy không phải là đời sau để họ muốn làm người để họ hưởng đâu. Nếu mà đời sau họ sanh lên trời để làm người hưởng đó, thì Ấn Tổ nói là cầm viên ngọc mani quý mà ném chim sẻ sẻ. Viên ngọc quý đáng lẽ phải đổi ra để xài, để mua nhà cửa ruộng vườn đất đai, chứ ai mà đi ném chim sẻ sẻ để mất viên ngọc, uổng quá vậy. Công nhận những cái điều của Ngài nói nó hình coi như là nó biểu tượng rất là hay. Viên ngọc mani quý đổi biết bao nhiêu vàng tiền của cả nhà cửa xe cộ mà đi đi ném xe xẻ trời. Nghĩa là sao? Cái câu Phật hiệu là công đức vô lượng bất khả tư nghị, đáng lẽ là phải niệm để hồi hướng vãng sanh cực lạc, để hưởng cái phước báu ở trên Tây Phương cực lạc, công đức trên đó, chứ ai đi mà để mà đời sau làm người sanh lên cõi trời. Lấy công đức Phật hiệu là công đức vô lậu bất khả tư nghị, là đem đi xài vô hữu lậu, là xài vô cái cõi người và cõi trời. Cũng có người niệm Phật họ nguyện đời sau làm người, có một số các thầy ông kêu tôi không có niệm Phật gì hết á, tôi không có nguyện vãng sanh cực lạc gì hết trơn á, tâm mình là Phật rồi còn gì niệm Phật nữa. À, cái chỗ này bị trở ngại. Và tâm thanh tịnh là cảnh Phật, là đạo tràng rồi, còn đi đạo tràng nào, còn đi niệm, còn về cõi Phật nào nữa đâu. Họ không có tin có Đức Phật Di Đà, họ tin vào tự lực họ. Nhưng mà hỏi kỹ lại họ, họ ở trong này họ nói để họ độ chúng sanh, nhưng mà họ độ được bao nhiêu chúng sanh? Nói chúng sanh có nghe không? Khó độ vô cùng đối với cái cõi ngũ trường ác thế này. Cho nên Ấn Tổ Ngài có nói đến cái chỗ này. Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Cái chỗ này nó hay.
Đừng coi tự tánh Di Đà là rốt ráo, rồi chẳng niệm Đức Phật Di Đà ở Tây Phương. Đừng chỉ cầu Đức Phật thầm gia hộ, rồi bỏ đi Đức Phật do chính mình được cảm trong tâm, rồi chẳng sốt sắng tu hành. Cái câu nói này nó viên dung rốt ráo luôn. Để nói rõ cái câu này cho đại chúng nghe. Hôm qua đọc vô tự nhiên hơi lờ mờ, không hiểu nổi, quá sâu. Có nhiều người họ nói tự tánh Di Đà đó là bản giác, đó là tri kiến Phật, đó là thông duyên duyên, đó là chánh nhân Phật tánh có sẵn rồi, không cần niệm Phật Di Đà bên ngoài. Cái này là thiên chấp về lý. Lẽ dĩ nhiên có Phật Di Đà là tự tánh Di Đà. Có bản lai diện bụt bên Thiền Tông nói đó, có tri kiến Phật là trong kinh Pháp Hoa nói. Nhưng mà mình sử dụng được vị Phật này chưa? Vị Phật này phát diệu ra chưa? Đầy đủ tam minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thông được tam đức chưa? Giải thoát đức, niết bàn đức và bát nhã đức chưa được, tam đức chưa đạt được. Thì hỏi Phật tánh của mình là giống như là vàng nằm trong quặng chưa được thanh lọc ra, chưa có lấy hết tạp chất ra để vàng ròng tinh lọc, chưa tinh lọc được. Phật tánh có đó nhưng mà do mây mù che rồi, cho nên sử dụng mặt trời không chiếu sáng được, cho nên không sử dụng được Phật tánh này. Vậy thì bây giờ là có Phật tánh đó, nhưng mà phải niệm Đức Phật A Di Đà. Đó là gì? Đó là chúng ta phải gì? Tu đức. Hai chữ chỗ này lắng nghe nè. Tánh đức có sẵn nhưng chúng sanh vụng về tu đức. Vì vụng về tu đức cho nên tánh đức không được hiển lộ. Tánh đức có sẵn nhưng mà tu đức chưa có hữu công, cho nên tánh đức chưa hữu dụng. Câu này của tổ sư ông Quang nói đó. Người chấp là ta có Phật Di Đà rồi thì đừng có nói là không có niệm Phật A Di Đà cách đây 11 ức cõi. Ta có chánh nhân Phật tánh rồi, mà chánh nhân Phật tánh này nó chưa được hiển lộ thì phải duyên nhân chứ. Duyên nhân Phật tánh đó là câu Phật hiệu, đó là bản giác của Phật Di Đà. Lấy quả giác của Đức Phật Di Đà là câu Nam Mô Di Đà Phật và nguyện lực của Phật A Di Đà làm nhân địa cho chúng ta tu. Trời, lý luận sâu, sự lý viên dung, nó hay cực kỳ, hay lắm, hay dữ lắm. Cho nên cái đoạn này sở dĩ người tu tịnh độ bị vướng phải và sở dĩ người tu tịnh độ không vãng sanh được là số lượng người tu sĩ học về lý là mình có tự tánh Di Đà rồi, cần gì niệm Phật Di Đà bên ngoài. Nói vậy là thiên chấp về lý, mà trong khi đó tự tánh Di Đà của mình là Phật tánh chưa hiển lộ, tu đức chưa hữu công, cho nên tánh đức chưa hữu dụng được, vẫn bị là phiền não nó dắt đi luân hồi sanh tử. Vậy mà cứ nói ngông ngông ngên ngên. Cái chỗ này là cái chỗ rất sâu, cho nên cái trở ngại của người tu sĩ và những người học rộng, những người cư sĩ học rộng nhiều kinh sách, trở ngại là cái chỗ này, chấp về lý bỏ sự. Cho nên chúng tôi thấy vì sao trong mấy điệu sang thanh nói người cư sĩ mà nhất là người nữ vãng sanh nhiều hơn. Người nữ người ta khổ hơn người nam, sanh để đủ thứ làm cho họ khổ, cho nên họ phải muốn thoát ly khổ để họ về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái số lượng người nữ sản sanh rất nhiều trong mấy điệu sang thanh bốn cuốn của Hòa Thượng Thiền Tâm dịch. Những chuyện ký vãng sanh người phụ nữ vãng sanh đông hơn, rồi đến người nam, rồi đến ni mới đến tăng. Lý do gì? Bởi vì tăng cầu học rộng quá, đòi học tiến sĩ, đòi là học cho nó uyên thâm. Ấn Tổ hay dùng danh từ gọi là làm bậc đại thông gia. Rồi cuối cùng vì chấp lý bỏ sự, mà lý cũng không thông mà sự cũng không đạt luôn, chết dở là chỗ này. Rồi thấy câu Phật hiệu quá bình thường, rồi tầm thường, bộ kinh Di Đà không nghĩa lý gì hết. Họ trở ngại cái chỗ này. Sở dĩ người cư sĩ họ không học nhiều. Nó họ niệm Phật cái họ vô công phu, họ niệm Phật thành phiến, nhất tâm tam muội, họ thoát ly phiền não. Bởi vì mục tiêu 84.000 pháp môn tam tạng kinh điển cũng mục tiêu để mà làm cho chúng sanh hưng khởi cái tu đức. Mà tu đức mà hữu công thì tánh đức này hữu dụng. Rõ ràng như vậy, tu đức không hữu công. Hàng
vào cái thời này mà đi tu tự lực thì khó vô cùng. Thấy không? Nếu mà kèm theo tự lực và Phật lực nữa thì hữu công ngay. Đó, nó rõ ràng. Bởi vì cái này chúng ta nói không phải chỉ bắt chước theo Ấn Tổ, mà chúng tôi đã cũng đã tu thiền vô thiền viện rồi, rồi tu thiền, rồi tu mật tông, rồi ra coi như là được các vị Lạt Ma, rồi các vị bên mà ngoài chùa Hương đó, mà coi như là thọ ký rồi truyền tâm ấn gì tùm lum hết trơn, nhưng mà vô không nổi. Thật sự cái đời này mà tâm mặt tương ưng tức thân thành Phật thì tâm mặt tương ưng còn không có nữa, chứ đừng nói tức thân thành Phật. Tức thân thành Phật thì chỉ có Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật trong cõi này thôi, và một vị Phật đó thôi. Chứ bây giờ mà cái thân này mà kêu tức thân thành Phật để nó hiện ra 32 tướng tốt thì làm gì có cái đạo lý này. Thành ma có, đó là lời Ấn Tổ chúng tôi nhắc lại, không làm được. Không phải mình chê bai các vị tu mật tông, nhưng mà cái đó danh từ đó là dành cho các hàng Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì được, còn phàm phu thì không làm được chuyện này. Chỉ có lấy thêm mật tông trì chú, mà trong nhiều chú đó chọn một chú, đó là thần chú đại bi làm trợ hạnh thì được. Chứ còn nếu làm chánh hạnh thì không liễu sanh thoát tử đâu. Thường mấy người tu mật tông họ cứ muốn tâm mật tương ưng tất thân thành Phật, bỏ đi cái chí hướng vãng sanh, thì mình mà đi đến đó cầu pháp coi chừng đoạt mất chí vãng sanh, đoạt mất chí hướng vãng sanh của mình, rõ ràng vô cùng. Nên mình nói làm sao khéo mà người ta người tu mật tông không có chết mình được, không có nói mình hỷ bán pháp mật tông của Phật, không thể nói vậy được, mà mình đang nói về cái chuyện khó dễ. Thì như vậy cái việc mà chấp vào vị Phật ở trong tâm là đừng coi tự tánh Di Đà rốt ráo rồi chẳng niệm Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, đừng chỉ cầu Đức Phật Thầm Gia Hộ ở bên ngoài á, nhưng mà đối với Đức Phật trong tâm mình là bỏ bê, không quan trọng, không quan tâm đến để tu hành thì cũng tiêu. Nhiều người họ niệm Phật họ không có mục tiêu để đối trị tập khí, để mà tu đức, để cho tánh đức hiển lộ, họ chỉ cầu ở bên ngoài tha thiết để mong Đức Phật ở bên ngoài tới để độ cho họ vãng sanh, nhưng trong tâm họ vẫn còn phiền não yên nguyên, tham sân si vẫn yên nguyên, nghiệp chướng sâu dày vẫn còn yên nguyên, mà chỉ cầu Phật bên ngoài đưa mình đi, thì cái này là chấp vào sự bỏ cái lý, dễ bị ma dựa. Cái chỗ này là dễ bị ma dựa. Thì Ấn Tổ nói nếu mà tu chỉ mong thấy Phật, mong Phật giúp mình thoát ly sanh tử, nhưng trong tâm mình không trừ được vọng tưởng, phục được phiền não, thì cái tâm mà hướng ngoại mà cầu như vậy mà trong lòng chưa yên á nghe, thì oan gia nhiều đời họ biết tâm niệm mình, bắt đầu họ giả Phật rồi, họ đủ kiểu, họ làm cho mình run sợ, mất hết chánh niệm và mất toàn bộ công phu, rồi bắt đầu họ dắt mình đi, thì cái này nguy hại, Phật xuất thế cứu không được. Đó, nó khó là cái chỗ này, nó khó là chỗ này. Một mặt thì những người họ chấp lý, họ học quá nhiều, học Bát Nhã, Niết Bàn, tất cả những cái bộ kinh sách thâm sâu, họ chấp lý, họ bỏ sự đi, thì người này họ cũng không thể vãng sanh. Và dẫu cho họ niệm Phật đi, mà họ kêu họ niệm để mục đích họ minh tâm kiến tánh thôi, họ không có muốn niệm Phật để Phật A Di Đà rước họ về cực lạc, thì người này vẫn là gì? Người này vẫn là gì? Người này vẫn là coi tự tánh Di Đà là quan trọng. Còn Di Đà cách đây 10 muôn ức cõi ở bên Tây Phương cực lạc không quan trọng nữa, họ không có đếm xỉa tới. Thì cái này chấp lý bỏ sự. Còn một số người họ chấp sự là chưa thông được lý, chưa có học được Phật Pháp, không nghe ai giảng hết trơn, kêu ô có Đức Phật A Di Đà rồi, thôi mình để cái lúc lâm chung Phật A Di Đà xuống rước mình kêu khoảng 10 tiếng là ổng xuống, chứ cái gì đâu mà lo. Không có lo gì cái chuyện để mà tích lũy tính hạnh nguyện, không có lo là tu tịnh nghiệp, không có lo để mà đối trị tập khí, đoạn trừ phiền não, mà cứ nghĩ có Đức Phật bên ngoài rồi, thôi không lo nữa. Tại ý ra bên ngoài không, mà không có tu tập bên trong tâm cũng rớt, ở lại lớp. Mà tập trung vô bên trong tâm mình, không nghĩ có Đức Phật bên ngoài rước mình cũng rớt. Đừng thiên chấp một bên. Một mặt là tha thiết cầu ai sám hối, mong ngày lâm chung Phật rước mình đi. Vì cõi này cách 11 ước cõi, chỉ có thần lực Phật, nguyện lực Phật mới đưa mình đi được. Một mặt là bên trong phải làm sao cho tâm thanh tịnh để tương ưng với cảnh giới Tây Phương cực lạc, thì người này chắc cố vãng sanh. Hiểu hiểu cái chỗ này, chỗ này giảng trật như vậy quá dễ hiểu đúng không? Điều sau khi nghe qua giảng là nó quên thôi, cho nên chỗ này là hiểu liền.
Một mặt làm sao cho chánh báo tự tánh Di Đà tương ưng với y báo Tây Phương Cực Lạc, đó là lý. Muốn như vậy là phải dụng công tu hành đó. Một mặt là có Đức Phật A Di Đà, bản thân mình đi về không được. Tuy rằng tâm mình tương ưng với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi, tâm mình tương ưng với là phàm thánh đồng cư độ rồi, hạ hạ phẩm giáng sanh là do mình tương ưng rồi đó, nhưng mà mình không nguyện vãng sanh. Tương ưng tức là tịnh nghiệp tam phước đầu tiên mình làm được, tính nguyện hạnh mình đủ. Tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết và làm 10 điều thiện, tương ưng rồi, làm trọn vẹn được 10 điểm rồi, tính nguyện đủ rồi. Nhưng mà mình không nguyện vãng sanh thì Đức Phật A Di Đà ở bên kia cách 10 muôn ức cõi cũng không đến rước mình được. Chỗ này là cái chỗ đặc biệt anh em. Chúng tôi đọc đến cái chỗ này thấy thâm thúy vô cùng. Nếu mà mình khả năng tâm mình tương ưng với Phật rồi, và đến lúc hiện tại mình phát nguyện vãng sanh, mình tu rất tốt, nhưng mà đến cái lúc lâm chung mình đổi ý niệm, thôi không muốn vãng sanh nữa, không đổi ý niệm, không muốn vãng sanh nữa, thì ngay lúc đó thông tin giữa mình với Phật bị cắt đứt. Và cái phước mình tu được đời này nè, niệm Phật tích nghiệp lũy tịnh nghiệp tam phước á, thì giống như là thổi đường, đổi thổi đường ăn chơi, là đời sau làm người là đổi thổi đường ăn chơi. Còn nếu mà tâm mình tương ưng rồi, phàm thánh đồng cư độ có thể về được rồi đó, mà mình nguyện Đức Phật tha thiết có Đức Phật A Di Đà đến rước mình nữa đó, thì Đức Phật A Di Đà rước mình về bên đó thì mình hưởng được viên ngọc quý này, đem đến một cái nơi hưởng được đủ cái tác dụng của nó. Chỗ này thâm sâu, anh em quên để ý cho kỹ chỗ này, dễ bị vướng phải hay bị thiên lệch. Tâm mình là đang bị thiên lệch. Một là thiên chấp bên ngoài là có Đức Phật cách đây 10 muôn ức cõi rước mình thôi, khỏi tu. Một mặt là thiên vào bên trong lý, chấp nơi trong tâm của mình có Phật Di Đà, khỏi còn niệm Phật Di Đà, khỏi cầu Phật Di Đà bên ngoài rước. Thì hai cái này gọi là thiên chấp, chấp thiên lệch một bên. Rồi còn một cái thiên chấp nữa nè, chỉ tu mặc về hình tướng, sự tướng, tu cho người ta biết, tu cho người ta khen mình, cho người ta thấy mình là đại thông gia, cũng là thiên chấp về hình thức. Một mặt là chỉ tu bên trong tâm, là chỉ có tâm niệm thôi, không có miệng tụng, không có thân lễ, không có trang nghiêm y áo chỉnh tề đối trước Phật, chỉ tu về lý tánh thôi. Nếu mà tu về lý tánh thôi để phá sự tướng của đối phương, để khai ngộ cho người khác, thì chứ có hàng đăng địa Bồ Tát, nhất sanh bộ xứ Phật Bồ Tát thì có thể hiện cái này, giống như ngài Tế Điện Lão Hòa Thượng đó, Bồ Tát mà. Bồ Tát xuất hiện là cười cầm cái quạt hè hè cười, uống rượu đồ. Nhưng mà khi uống rượu vô cái nhã ra là vàng thiếp tượng Phật được. Còn mình uống rượu vô cái là gì? Nhã ra toàn là cho chó ăn chè thì nó mới ăn thôi, chứ vàng không có đó. Toàn là cái thứ gì ở trong bụng mình dơ giấy nó ra, không ai dám hửi, không ai dám nhìn luôn. Thì mới uống rượu như vậy là nguy, đúng không? Còn ngài Tế Điên, các vị Bồ Tát, ông uống rượu vô cái ông hả ra cái cõi vàng thiếp Phật, thiếp tượng Phật ngon lành. Các vị đó tâm thanh tịnh cho nên uống rượu vô là chắc dơ, mà coi như là nhả ra thành vàng. Còn mình là uống rượu vô không đến nỗi nó hôi, giống như vô bụng rồi bữa ra thôi. Tâm quá phiền não, tâm quá dơ giấy, tâm quá bẩn thỉu. Đáng lẽ ăn cơm vô cơm tẻ gạo nếp thơm là nó phải ra thơm, chứ sao nó ra thúi vậy? Trong tâm có vấn đề, trong tâm không thanh tịnh, đúng không? Rõ ràng như vậy, nhân sao quả vậy. Cho nên ngủ trượt là như thế, thân mình cũng là trượt mà, mạng trượt. Như vậy là rút lại cái vấn đề là lý do gì không vãng sanh là thiên chấp, và không chịu xả ly ta bà. Cái gì đáng xả ly, không chịu xả ly? Tham sân si mạng nghi chướng ngại vãng sanh, không chịu xả ly. Tài sắc danh thực thì chướng ngại vãng sanh, không xả ly. Toàn cái thứ đó là cái thứ vô lượng đời kiếp, đến bây giờ mình thích thú à, nó thành thói quen rồi, không xả ly được. Rồi gì? Rồi tính hạnh nguyện không huân tập. Cái công phu mình mà hai thời mà hàng ngày không giữ câu Phật hiệu cho chắc á nha, hàng ngày mà không đem cái tâm mà vì liễu sanh thoát tử á nha, chân thật cung kính mà không nhiễm mấy trần, để tha thiết niệm câu Phật hiệu vạn đức hồng danh bất khả tư nghì, để trang nghiêm thân tâm mình á, thì cái chuyện vãng sanh này khó, cực kỳ khó luôn, chứ không phải dễ đâu.
cái chuyện mà để liễu sanh thoát tử là cái chuyện này khó, cực kỳ khó. Bởi vì thực ra khó đó là do cái thói quen của mình vô lượng đời kiếp. Bây giờ mình làm là chướng ngại cái bồ đề tâm của mình với tánh đức rồi, bây giờ để mình khôi phục lại tánh đức để nó tương ưng với cảnh giới cực lạc, nó khó là khó như vậy thôi. Chứ đúng ra thì nó không có, có khó bằng mình lội đi vô con đường sanh tử đâu. Lội đường sanh tử mà tạo tham sân si phiền não để làm người súc sanh, cái chuyện này nó đi nghịch chiều với thể tánh, nó khó cực kỳ. Hiểu hiểu chỗ này không? Tức là vô lượng đời kiếp đến bây giờ mình là dạo vô sanh tử, mình tạo tham sân si sắc trộm dâm dối, thực ra bây giờ mình thích là nó thành thói quen thôi, chứ nó là nghịch chiều với thể tánh. Mà khi mà mình thuận chiều với thể tánh là tính hạnh nguyện là đại pháp liễu sanh thoát tử, nương nguyện lực của Phật, từ bi hỷ xả vô ngã vị tha, đó là nó thuận chiều với thể tánh, nó dễ làm vô cùng. Bởi vì nó thuận chiều với thể tánh mà, nó dễ làm mà không ai chỉ cho mình mà mình không chịu làm, cho nên mình thấy là khó. Chứ cái này không có khó. Thực ra đi vô sanh tử mới là cái chuyện du khê khổ, khổ đau. Đi ra khỏi sanh tử về với Phật, cái chuyện liễu sanh thoát tử là cái chuyện đó, là cái gốc của con người mình trở về cội gốc thì đâu có gì khó đâu. Xa cội gốc đi nó mới mệt mỏi chứ. Và cái việc trở ngại vãng sanh là cái chỗ nào? Lắng nghe nè. Trở ngại vãng sanh là chỗ nào? Bình thường tu tập rất tốt, tính nguyện hạnh tốt, hung tu hàm dưỡng tịnh nghiệp tốt, lúc lâm chung không có thiện hữu chi thức khai thị và trợ niệm, rớt. Còn bình thường người này tu, họ không phải là công phu sâu, không phải đạt cảnh giới gì cao xa, này hôm bữa Ấn Tỏ nghe có nói, nhưng lúc lâm chung có thiện chi thức khai thị và có người trợ niệm và quyến thuộc không quấy rối. Còn nếu mà bình thường tu tốt nhưng mà lúc lâm chung thì sao? Bị chướng ngại là không có thiện chi thức khai thị là một. Vấn đề thứ hai nữa đó là quyến thuộc vô tri si dại, gây trở ngại khóc lóc, rồi bắt mình phải dàn xếp đủ thứ công việc ở trên, mình làm không nổi. Lúc đó mình quá mệt mỏi rồi, tâm thức của mình nó quá là mệt mỏi rồi, thân thì bệnh, tâm thì bất an, mà bắt mình đội vác thêm nữa, bắt mình lo bao nhiêu công chuyện nữa, giống như kẻ dũng sĩ trèo núi mà đáng lẽ một mình một thân họ trèo còn không nổi, bắt thêm đội vác, nhìn vết núi ngao ngán lùi bước làm sao. Một mình để mình giải quyết để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đã là khó rồi, con cháu bắt đầu khóc lóc kéo mình lại và bệnh rịnh đủ trò đủ chuyện trong đó hết trơn. Giống như là dũng sĩ giàu cho mạnh khỏe gì đi nữa mà leo lên núi rồi mà bắt đội vác nữa, họ làm không nổi. Cho nên cái chướng ngại gia đình của mình rất lớn. Có cái ông đó, ổng đọc văn sao Ấn Tổ, ngày nào ổng cũng cho gia đình ổng đọc, ổng đâu có điều kiện giảng, ổng đâu khả năng giảng được đâu. Ngày nào cũng cho gia đình đọc văn sao, tất cả văn sao đều thông hết tất cả những cái nghĩa lý trong văn sao. Đọc văn sao thông nghĩa lý và biết hộ niệm như thế nào. Rồi cuối cùng cái lúc lâm chung cả gia đình là pháp quyến, cả gia đình là ban trợ niệm, đưa ông vãng sanh rất dễ dàng. Ấn Tổ nói nếu không chê bộ văn sao thì bộ văn sao này đủ thừa giúp cho bạn vãng sanh, không thiếu đâu. Nhưng mà có nhiều người đọc vô đến bây giờ các thầy các chú trên tỉnh thất coi như là không thấy cái gì cao siêu hết trơn, thấp tè tè, còn phải nghe các vị giảng sư khác, cần phải nghiên cứu nhiều kinh luận khác, thì tính tâm và bộ văn sao, một bộ hung tu hàm dưỡng để mà đèn sách 10 năm làm không nổi đâu. Thực sự là vậy. Cuối cùng mình bị thất bại. Hồi xưa người ta học một bộ sách đó là họ học lâu ngày chạy tháng để trở thành nhân vật đó. Ngày Lý Bỉnh Nam học trở thành nhân vật mà coi như là cái sức ảnh hưởng của ngài kinh khủng luôn, 500.000 người xây xung quanh, ở xung quanh Đại Trung là quý vị biết cỡ nào, không thể tưởng tượng được. Và lúc ngày mất để 49 ngày không hôi thối, và 500.000 người đó, 500.000 đơn giản, niệm suốt 24 tiếng đồng hồ mà 49 ngày luôn, quý vị thấy không? 30.000 ở Đại Tùng Lâm mà thấy một biển người, 50-60.000 năm 2015 là thấy mình đi mà không có chỗ đi, mình thấy
chục mẫu đó mà chèn nghẹt hết thì họ 500 ngàn, 30 ngàn đến 100 ngàn, rồi 500 ngàn là biết con người xung quanh đó cỡ nào. Nhưng mà Ngài nói 500 ngàn người, 1 triệu người, 1 vạn người mà niệm Phật vãng sanh có 1, 2, trời không thành tỷ lệ. Lý do gì? Lý do gì 1 vạn là 10 ngàn người, cả 100 ngàn người mà vãng sanh ít là lý do gì? Do cái tình chấp, do không buông xả được thôi. Mà cái lúc lâm chung là mình thấy cái thân này là thiệt, mình sợ nó chết, thì sao? Thì làm gì còn ý niệm tập trung để niệm Phật, để mong Phật rước đến, rước cái chân thân của mình, là cái chân ngã của mình, là cái tánh đức của mình về cực lạc để hưởng cái thân khác. Còn thiên chấp rồi, thiên chấp cái thân này là thiệt, nó chết rồi nè, nó hết thở rồi nè, bây giờ mình đi mình biết đi đâu, có Phật Di Đà đến rước không? Toàn là nghi ngờ, không. Hỏi làm sao Phật đưa cái tâm mình đi về trong liên thai, vô liên thai về cực lạc được, mà hàng ngày mình đã như vậy rồi, mà hàng ngày mình đã là huân tập thành cái tình chấp vô cái ngã chấp này quá sâu dày rồi. Cái chỗ này hôm nay nói đại chúng chắc nghe thấm thía hay. Nếu mà không có đọc văn sao và chúng tôi chiêm nghiệm thì không nói ra được điều này đâu. Cho nên cái chướng ngại giảng sanh lớn nhất là huân tu hàm dưỡng tính hạnh nguyện kém, tích lũy thiện căn phước đức kém, rồi gì, không xả được tình chấp ngã chấp pháp chấp và cái giả thế gian này kém, rớt ở lại lớp. Mà thường đại chúng hiểu chỗ này, đại chúng nên hiểu chỗ này, lắng lòng nghe hiểu chỗ này. Vãng sanh không được làm người khó hơn vãng sanh. Nếu vãng sanh không được thì làm người cũng không có cơ hội đâu à. Cái bà đó hỏi kêu thôi, bạch thầy, con thấy vãng sanh Tây Phương Cực Lạc khó quá, thôi cho tỷ chỉ cho con cái cách gì tu để con làm người, đời sau con làm người. Thì Ấn Tổ nói bà giữ năm giới tự lực của bà để làm trung thiện, để làm người, tôi nói chắc chắn với bà là khó hơn bà về cực lạc. Bởi vì cái này là tự lực bà đấu tranh để mà làm được 10 điều thiện mà trung thiện được 7 điểm nghe. Rồi năm giới bà giữ chắc trong đời này bà làm nổi không? Tôi sợ bà làm không nổi. Mà khi bà làm không nổi thì bà làm người không được. Còn nếu mà bà làm được năm giới, bà giữ được trung thiện tính nguyện hạnh, bà thêm Phật lực gia trì cho bà thì chắc chắn là bảo đảm 100% là bà vãng sanh dễ hơn làm người. Điều này quý vị đọc vào trong văn sao Ấn Tổ có nói điều này. Thì bây giờ mình thấy vãng sanh không được thì làm người cũng không có cơ hội nữa, thì bây giờ lo vãng sanh cho rồi, chọn nào chọn cái thôi. Đó. Nghe đến đây là một số các thầy không đồng ý chuyện này, không đồng ý lời của Tổ, không đồng ý lời của Đại Thế Chí Bồ Tát nói làm người dễ hơn chứ làm gì vãng sanh dễ hơn. Nhưng mà Ngài đang chú trọng nơi tự lực và tha lực. Tha lực của Phật gia trì cho mình cộng với tự lực về cực lạc dễ hơn là tự lực mình đi làm người. Quý vị biết lúng trong sanh tử này năm giới dễ dữ lắm không? Không dễ đâu. Bên ngoài hình thức là mình đang được đại chúng, đang được cái duyên phước mình còn đang bảo bọc mình, trong tâm mình nó lừng lẫy trong đó, nó chưa có hết. Trong tâm mình ái dục, rồi trộm cắp, rồi sát sanh, rồi tà tư, tà niệm, nói láo, nó đủ trong đó hết trơn. Cho nên tư hoặc kiến hoặc chưa đoạn được mà. Để mà tự lực đoạn, để mà mình làm người khó, cực kỳ khó. Còn niệm được câu vạn đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật để đoạn thì quá dễ. Cho nên ở đây là pháp môn phải nói là dễ hành mà khó tin. Cực kỳ khó tin luôn. Lúc trước mà chúng tôi qua cái cửa ải là kêu ô cho niệm cái danh hiệu Phật này, không biết nó có tiêu nghiệp không ta. Niệm cái danh hiệu Phật này không biết nó như thế nào đây. Trời, nó cứ dằn co một thời gian. Vừa bắt đầu nghỉ học mà qua niệm Phật là cả một kỳ công khó. Còn người Phật tử quá dễ dàng, họ quá đau khổ rồi kêu họ niệm Nam Mô Di Đà Phật cái họ niệm được liền. Còn mình sao mà khó dữ vậy ta? Do gì vậy? Do sở chi chướng, lắm tri nhiều kiến á. Do nghĩ mình là người đại thông gia học rộng á, cái này nó giết mình, nó làm chướng ngại. Cái người mà vãng sanh không được cũng do sở chi chướng là lắm tri nhiều kiến, không thông hiểu được lời Phật dạy trong kinh. Cho nên Ấn Tổ Ngài nói là một câu Phật hiệu bao quát toàn bộ tam tạng kinh điển. Nếu mà niệm Phật mà được nhất tâm bất loạn rồi á, sự nhất tâm, lý nhất tâm, vô niệm Phật tâm muội đó nghe,
rồi rồi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm rồi, thì mới phải biết cái tâm người này, tam tạng kinh điển trong đó có đủ hết trong đó, họ đọc qua kinh gì là họ giảng được kinh đó luôn. Sự thật là vậy. Nhưng một số các thầy, các vị lớn cao niên lạp hạ không không hiểu ra chỗ này, bắt đệ tử phải đi học nhừ tử luôn. Trời, học chết bỏ luôn. Mà cuối cùng càng học là càng ngã mạng, càng học là càng tô đốc cho cái bản ngã. Trời, nguy hiểm vô cùng luôn. Đó. Thì ba cái điều mà Ngài nói là người mô niệm Phật được vãng sanh. Thứ nhất đó là lúc lâm chung được thiện tri thức khai thị. Thứ hai đó là gia đình là pháp quyến, hoặc đến phòng hộ niệm có người thay phiên chia ca ra hộ niệm. Và thứ ba, khi mất là không có khóc lóc dời động. Người này niệm Phật đến lúc 12 tiếng, 24 tiếng yên ổn ra đi. Ba cái đại yếu là: thứ nhất, có người thiện trí thức khai thị cho họ khởi được tính tâm. Thứ hai đó là có ban hộ niệm chia phiên ra để niệm. Và thứ ba, đại yếu thứ ba đó là lúc lâm chung không có quyến thuộc vô tri khóc lóc, mà họ hoan hỷ niệm Phật cho người đó ra đi. Ba cái đại yếu này cực kỳ quan trọng. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn. Nếu đợi đến lúc ra đi là lúc lâm chung mới tu, chỉ sợ bị nghiệp lực đoạt mất chí hướng vãng sanh. Nhiều người người ta làm sao? Hiện tại bây giờ là họ lo sự nghiệp của họ, là cho con cái học hành đỗ đạt, rồi có sự nghiệp làm ăn của cải, nhà cửa xe cộ, công danh phải hơn người, của cải phải hơn người, để dành cho con cái. Đủ kiểu họ tính, chuyện gì họ cũng sắp đặt, tính sẵn hết luôn. Mà riêng cái chuyện đại sự sanh tử này họ không tính, họ không có lo. Thì như vậy làm sao? Thì lúc lâm chung là nghiệp lực mà lo toan tính toán phiền muộn đó, nó đoạt mất chí nguyện vãng sanh thôi. Đúng không? Chính xác vô cùng. Lời của tổ nói chính xác. Nếu mà hàng ngày mình lo, cuộc sống vẫn phải lo, nhưng mà sao? Nhưng mà họ tập trung vô lo để họ liễu sanh thoát tử, để thành Phật, thì họ không bỏ con cái họ đâu, không bỏ vợ chồng họ đâu. Đúng rồi. Nên có nhiều người chúng tôi thấy trong cái thương trường làm ăn họ rất thuận tiện, họ tính cái họ thành công, họ tính cái là chung mánh liền. Có nhiều người họ tính, họ chạy suốt ngày, họ tính đủ thứ hết trơn là không được, là lý do gì? Trong mạng không có. Mà trong cái rủi có cái may á ngàn. Trong nhiều lúc mà họ tính toán không được, và họ sắp xếp công việc để họ làm ăn kiếm tiền không được, thì họ lại tu nó lại dễ dàng. Bởi vì không có phải bị sự nghiệp trói buộc nhiều, cho nên họ quay vô họ tu, rồi từ từ cũng có quý nhân giúp đỡ. Con của Phật thì có Phật lo mà. Niệm Phật là Phật lo rõ ràng. Cổ nhân nói: thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng thoát khỏi luân hồi, sanh tử sẽ đến không dựa vào đâu được, chỉ có A Di Đà Phật là chỗ nương tựa vững chắc nhất. Tiếc là người đời biết điều này quá ít, tuy biết nhưng chân tính thuyết nguyện lại còn ít hơn, lại càng ít hơn. Mấy người đó thông minh, họ học giỏi, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ, bác sĩ gì đó, quá trời sĩ luôn, giỏi kinh khủng luôn. Nhưng mà lúc lâm chung không cự nổi nghiệp lực. Vì học cái này không phải mục tiêu để mà để liễu sanh thoát tử, để mà tiêu nghiệp. Chỉ là kế sinh nhai, sinh tồn trong cái trạm quá thành này, trong quán trọ này thôi. Không phải là việc lớn, họ làm không được việc lớn. Chưa biết việc lớn. Việc lớn đó là biết được tâm mình chết đi đâu. Đây là việc lớn đó quý vị. Có nhiều vị thầy, có nhiều người mặc cảm nói tôi ngoài đời vô tích sự, chả làm ăn gì được hết trơn, nghèo nàn lạc hậu, đủ thứ trở ngại. Tôi vô tu cho qua ngày đoạn tháng, chứ vô đây làm gì đâu mà đi tìm đại sự sanh tử, giải quyết đại sự sinh tử, làm việc lớn. Thế mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà Ngài cũng gì? Ngài cả một cung vàng điện ngọc, phải là một đại sự, đó là lớn, mà Ngài nói đây là tiểu sự. Đi tìm con đường để mà minh tâm kiến tánh thành Phật, để mà đoạn trừ phiền não, thoát sanh tử luân hồi, đây là đại sự. Thấy không? Cho nên Ngài nói cái chỗ này mình nghe thấy hay. Cõi trời niệm Phật khó lắm vì quá sung sướng. Cõi địa ngục thì quá khổ đau. Một tiếng người, một chữ người còn không nghe nữa, đừng nói đến cái chuyện là Nam Mô Di Đà Phật.
Ngạ quỷ thì đói khát quá trời luôn, không có đồ ăn càng khổ. Súc sanh thì là hỏi làm sao nó hồi sáng đi ra thắp nhang thấy con ếch, con nhái dưới thì con ẩn ương thì dưới thì kêu ọt ẹt ọt ẹt, còn ở trên thì con ốc á, nó nằm ở trên đó mà nó nằm suốt đêm ở ngoài trời. Trời ơi, mình ra mình đứng một tiếng đồng hồ ngoài trời nửa đêm là mình thấy lạnh lạnh rồi phải không, mà sao nó nằm suốt đêm ở ngoài trời, phải chịu đựng thôi, cũng lạnh lắm chứ. Hỏi cốc mày lạnh lắm không, nó cũng nằm im ru, nó đâu có nói gì đâu. Hỏi cốc mày có lạnh không, nó nằm im, nó không có nói gì trời. Giảng pháp gì cho nó nghe nó cũng không biết luôn. Lý do gì vậy? Quá si dài, niệm Phật cũng không được. Còn ở cõi Tu La thì nó nóng hai mặt trời, mà xuống ở Sài Gòn là 30 mấy 40 độ là nóng muốn chết rồi phải không, mà nó hai mặt trời luôn. Họ sân hận, họ tranh giành đấu tranh. Mấy cái người mà ra cõi này mà họ dữ dằn là A-tô-la mới đầu thai đó. Tranh đấu dữ lắm. Thì trong sáu cõi có cõi người là dễ niệm Phật nhất. Ngài nói có cõi người là dễ niệm Phật nhất, nhưng cõi người, người đông nhung nhúc, có mấy ai tin Phật để niệm Phật không? Giàu thì bị công việc làm ăn suốt ngày quay quần với nó, rồi lúc chết rồi bắt đầu mới nhờ mấy thầy tụng cốc cốc chen chen vài cái. Còn kẻ nghèo thì chạy từng bữa ăn, khổ quá phải trộm cắp đủ trò lương lẹo hết trơn để có sống. Thì biết cõi này nó loạn ly đến cỡ nào, nó loạn lạc, nó cuồng loạn đến cỡ nào. Kẻ giàu thì bị giàu nó làm cho khổ đau, kẻ nghèo thì bây giờ chạy từng bữa ăn. Còn kẻ nào biết niệm Phật là kẻ có thiện căn phước đức nhiều đời nhiều kiếp. Họ không giàu, không giàu, không nghèo, hoặc giàu hoặc nghèo, họ vẫn niệm Phật được. Thì kẻ này là kẻ có thiện căn. Không có thiện căn không bao giờ niệm Phật được. Chúng tôi thấy đúng chất, đúng chắc 100%, tổ nói đúng. Anh em chúng tôi tu sĩ, có nhiều người là tu sĩ học một lớp, ngồi nói chuyện với nhau hoàn toàn là tu thiền. Với tu gọi rằng là học giáo lý, không hỏi ai niệm Phật, thì hầu như 50 người được 1-2 người niệm Phật. Anh em chúng tôi, người tu sĩ mình, chết chưa? Dễ tin không? Không dễ tin. Vì sao vậy? Không có thiện căn. Không có thiện căn với pháp môn tịnh độ. Thì nói đến pháp môn tịnh độ là họ thấy trời ơi, nghe đến nó bẩn tai, nghe đến dơ tai, niệm câu Phật hiệu xuất miệng 5-7 ngày. Bắt chước các vị thiền sư nói ta nghe một câu niệm Phật á, là ta dơ tay phải đi rửa tay, bởi vì do người đó chỉ chấp vị Phật bên ngoài á, chấp vị Phật cách đây 10 muôn ức cõi mà không để niệm Phật trong tâm á, thì ngài mới nói ta nghe ta đi dơ tay, nói cái gì đó để cho bỏ cái chấp là hướng ngoại đi, thấy không? Rồi ta niệm câu Phật hiệu ta xuất miệng 5 ngày là bởi vì là cứ niệm ngoài miệng không, mà trong tâm không có đụng chạm gì hết, không có gọt giũa gì hết trơn. Hay các vị thiền sư nè, họ đã phá cái người thiên chấp mà chấp một bên, chứ không phải là đã phá niệm Phật. Cho pháp môn niệm Phật mà Phật thành Phật là Phật Di Đà thành Phật là ngày tu pháp môn niệm Phật mà. Thấy không? Cái mà cái niệm Phật của Phật Di Đà là khác hơn mình, là ngài luôn luôn tâm ngài nghĩ đến Phật và miệng ngài niệm Phật, hành động theo Phật. Mà chúng sanh mà để mà tâm niệm, tâm miệng và thân này để mà tương ưng thì khó, cho nên ngài dùng cái danh hiệu của ngài để cho chúng sanh niệm từ cái tâm để cái miệng nó tương ưng, rồi cái thân nó tương ưng. Thấy không? Chớ Phật ngài, cái cách ngài niệm Phật đó là nghĩ như Phật nghĩ, nói như Phật nói, làm như Phật làm. Còn mình là không làm được như vậy, thì mượn lại cái danh hiệu của Phật là quả giác của Phật. Mình niệm là nghĩ như là Phật nghĩ, là mình niệm nghĩ đến Phật là lâu ngày rồi, thì cái công đức Phật hiệu đó giúp cho mình tâm nó thanh lọc, thì lúc đó toàn bộ tâm là bạch tịnh thức. Bạch tịnh thức là tâm thanh tịnh, thì nghĩ như Phật nghĩ thôi. Đó. Anh em phải hiểu chỗ này. Hôm nay để thầy giảng chưa xong cái chỗ này, mai tiếp cho để thầy tánh đọc cái lời trả lời thư của các vị hòa thượng gửi thư đến Ấn Tổ trả lời. Hay cực kỳ luôn, mấy anh em nên nghe. Chúng tôi có 4 tờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang. Tổ sư Ấn Quang trả lời thư trích trong Văn Sao Tâm Biên, lá thư số 21, thư trả lời Hòa Thượng Bỉnh Sơ.
Phật pháp, pháp nào cũng viên thông. Nếu dùng tâm trí thành, thọ trì, ắt sẽ có cảm ứng chẳng thể lường được. Chỉ có niệm Phật, niệm Quan Thế Âm là dễ cảm thông nhất. Những kẻ bình dân không ai chẳng biết đến sự cứu khổ, cứu nạn của Quan Âm Đại Sĩ. Hãy đến bảo chí thốt ăn chay trường, hàng ngày lấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thánh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có cảm ứng. Nên đặt pháp danh cho chí thốt là Thông Xương, nghĩa là niệm thánh hiệu ngõ hầu túc nghiệp tiêu diệt tâm địa thông đạt, lời lẽ thông suốt vậy. Sáng tối niệm Phật bao nhiêu câu, câu đó niệm Quan Âm cũng chừng đó câu. Ngoài ra thì từ sáng đến tối chuyên niệm Quan Âm. Bất luận niệm ra tiếng, niệm thầm đều phải dùng tai lắng nghe. Hễ nghe thì công đức càng lớn. Đi đứng nằm ngồi đều niệm được. Khi nằm và lúc áo mũ không chỉnh tề, chưa rửa tay, súc miệng thì đều nên niệm thầm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Quan Âm nói: Ta đắc Phật tâm chứng nơi rút ráo, có thể dùng chân bảo đủ mọi cách cúng dường mười phương Như Lai cùng với pháp giới lục đạo chúng sanh. Cầu vợ được vợ, cầu vợ là cầu được người vợ hiền thiện, cầu con được con, cầu tâm muội được tâm muội, cầu trường thọ được trường thọ. Như thế cho đến từ ngữ, như thế cho đến bao gồm hết thảy những điều muốn cầu. Cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là quả Phật rốt ráo mà còn có thể cầu được, huống là những chuyện nhỏ nhặt khác mà chẳng thấy được ư? Hãy nên phát tâm từ lời lời tha, tùy theo lòng thành của người mong cầu và sự tinh thuần của hành ấy lớn hay nhỏ mà được cảm ứng lớn hay nhỏ. Nếu muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước mà còn mất họa lớn. Phàm mới thầy những bệnh thuốc men chẳng thể chi được, đều dùng thuốc A Già Đà một vị này để chữa trị. Lá thư số 22, thư trả lời Pháp Sư Tôn Linh: Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật. Hả nên nói cái mù, điếc, câm, ngọng chẳng được vãng sanh. Phật nói đến mù, điếc, câm, ngọng trong tóm nào, ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó có thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rộng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiền chi thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào có chữ ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy cũng được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tâm muội ngay trong đời này. Lâm chung linh thẳng chính phẩm, hả nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh. Những người ấy chẳng sốt sắng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù, điếc, câm, ngọng. Nói kẻ mù, điếc, câm, ngọng chẳng thấy được vãng sanh như thế ấy là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: Đại thừa thiền căn giới, đẳng vô cư hiểm danh, nữ nhân cập căn khuyết, dị thừa trùng bất sanh. Tạm dịch: Cõi thiện căn đại thừa bình đẳng, không có những danh từ đáng chê trách. Nữ nhân và thiếu căn giống dị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về, chọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người sáu căn chẳng đủ, và hạng người nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Do vậy,
nữ nhân cộng cam khuyết nhị thừa trùng bất sanh, nghĩa là Tây phương không có nữ nhân người sâu căn chẳng hoàng bì và hàng nhị thừa. Tây phương tuy có danh tự thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng pháp tông đại thừa, chọn chẳng có hàng thanh văn duyên giác không pháp tông đại thừa, chứ không phải nói đến những người tu hành để vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây phương, lầm lẫn quá lớn. Giờ thì đến đây là kết thúc rồi. Ai gì đâu. Một số các vị pháp sư Hoàng Nhất, rồi một số các vị pháp sư Linh Thông, Tông Linh, những vị này cũng nổi tiếng nhưng mà đều cũng hỏi qua ấn tỏ. Có vị đó bị bệnh cái tay của ngài đau nhức nặng quá, kêu cái nghiệp chướng này sâu dày quá, thôi chặt cánh tay. Ngài khuyên, ngài kêu ông chặt cánh tay nó không có tiêu nghiệp đâu, ông niệm Phật nó tiêu nghiệp cái nó hết bệnh. Khi mà nghiệp chướng nó xuất hiện rồi là không có lần mò ra được con đường tu luôn, nó ngăn cản, phải cần hỏi người đi trước. Là quý vị biết ăn cơm có canh, tu hành có thầy có bạn quan trọng lắm. Có Phật tử hỏi câu hỏi trả lời. Phật tử Tiến Nguyễn: A Di Đà Phật, con có câu hỏi mong thầy giải đáp. Vì con vô minh không biết phải trái, ăn mặn có vãng sanh được không thầy? Con có nghe thầy Giác Nhàn giảng, nhưng vì hoàn cảnh nên ngoài những ngày thập trai thì con phải ăn mặn, con không muốn ăn mặn. Nếu không ăn thì bị chửi. Trước khi ăn con cũng cầu nguyện cho ông gia trái chủ, nói là quy y Tam Bảo niệm Phật cầu sanh vãng sanh với con. Nhưng lớn lên có điều kiện con sẽ ăn chay trường, nhưng đứa này cũng còn nhỏ. Con tuy có nghe về đới nghiệp vãng sanh rồi, nhưng ngày ngày đều nghĩ ác, đôi khi làm ác mà không hay, rất khó đoạn nên con sợ. Lớn lên con quyết là ăn chay. Vì cái việc mà vì hoàn cảnh ép bức, gắp rau trong nồi thịt ăn cũng không được nữa, nhưng mà cái thiện căn có là ăn vô sợ. Nghe Phật Pháp nói mình tin thì người này có thiện căn. Mà nếu họ nuôi được cái thiện căn mà khi ăn thịt mà sợ như vậy, mà ép buộc phải ăn, thì một ngày nào đó đủ duyên họ ăn chay trường rất là dễ dàng. Và người này cái nghiệp ác nó sẽ nhẹ mỏng hơn, mỏng hơn với cái người ăn mà nói họ nghe là ăn thịt chúng sanh, là thịt cha mẹ của quá khứ, là các vị Phật trong tương lai, họ không sợ và họ vẫn ăn bình thường. Thì thực sự những người này thiện căn họ kém thì cái nghiệp họ rất sâu dày. Nhưng cái người mà họ nghĩ được cái điều là sợ, con sợ làm sai, con sợ làm không đúng, con sợ mất phần vãng sanh, con sợ ăn mặn mang tội, thì cái thiện căn người này có, thì người này niệm Phật được vãng sanh. Bất đắc dĩ họ phải ăn. Còn người mà ăn mà thấy ngon quá và không sợ đó, thì thiện căn người này kém, thì cái chuyện vãng sanh nó dễ bị chướng ngại. Bây giờ cái lúc vãng sanh là cái chướng ngại mà bên ngoài lớn nhất, đó là tất cả các loài chúng sanh nó tới, nó báo oán, nó để tìm nợ, nó đòi nợ. Bên trong tâm của mình bất an và không ổn, và nghiệp chướng nó trỗi dậy, niệm Phật không cự lại nổi nghiệp lực, thì bắt đầu là các loài súc sanh nó tới, nó báo oán. Giống như sư cô Diệu Tịnh mà lúc trước ở trên tỉnh thất mình đó, học cao cấp xong chuẩn bị đến đi học Ấn Độ nước ngoài, nó làm căn bệnh ung thư, xong rồi vô tỉnh thất niệm Phật thấy ốc đầy hết trơn mà mình không thấy, mà cô kêu ốc nhiều quá, niệm Phật cũng được sợ quá, phải mua mấy bao ốc phóng sanh cho cổ. Ba chị em đều xuất gia hết, chở từ bên Gia Lai chở qua 12 giờ khuya, vừa chúng tôi vừa thức giấc dậy cái là cổ gọi vô, là chỉ đường cổ vô, tới ngay ngã ba Liên Khương chỉ vô tỉnh thất hộ niệm. Cô này, sư cô này cũng đặc biệt. Thì cái việc mà khi mình khởi được cái lòng sợ hãi lên, mà mình bắt buộc phải ăn, và mình hẹn một ngày nào đó đủ duyên mình sẽ ăn chay trường, thì bây giờ cố gắng làm sao khéo léo trong bữa ăn mà người ta thèm thích ăn thịt, thấy ngon đó, thì nó tạo nghiệp mạnh hơn là cái người họ ăn bất đắc dĩ, họ gắp rau trong nồi thịt ăn, họ ăn với cha mẹ ép, thì cái người này là tội vẫn nhẹ, và họ quyết tâm niệm Phật thì người này vẫn được vãng sanh. Cho nên ăn mặn, có những người cũng ăn mặn là ăn thịt chúng sanh, nhưng mà họ khéo léo trong đó là bị người khác ép,
thì không có tội nặng bằng mình thích thú mình ăn. Mà thích thú ăn đó thì cái tâm tham ăn mà trong ngũ dục tài sắc danh thực thì nó cũng bị chướng ngại cái vườn vàng vãng sanh. Công phu không có đắc lực là thua ngay. Một vị nữa hỏi cái câu hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, dạ thầy ơi, thầy cho con hỏi là con rất thích pháp môn Tịnh Độ, con rất muốn tụng kinh, trì chú và niệm Phật, nhưng con đi làm nên con thuê phòng trong một căn chung cư, một căn chung cư có 3 phòng và ở ngoài phòng khách thì sinh hoạt chung, mà con cũng không có kinh sách hình Phật nữa. Nếu như con muốn tụng kinh, trì chú và niệm Phật thì chỉ được trong phòng ngủ thôi. Như vậy thì có được không ạ? À, tại con và chồng con ở chung, con sợ trong phòng hai vợ chồng sinh hoạt ngủ nghỉ mà còn tụng kinh thì sẽ mang tội không cung kính. Con xin thầy chỉ dẫn. Trong nhà có 3 phòng, chắc là một phòng làm nhà bếp, một phòng phòng khách, một phòng là phòng ngủ. Thì bây giờ có thể là mình ra phòng khách mình treo một cái tranh Phật thôi, nếu không có sinh hoạt chung về cái việc tiếp khách đồ đó. Nếu mà sinh hoạt chung về tiếp khách thì mình treo một cái tranh Phật, rồi lúc mình niệm Phật mình để cái tranh Phật trên cái vách đó, mình ngồi mình hướng đến Phật. Còn không có treo tranh Phật luôn thì mình ngồi ở bên ngoài phòng khách đó, mình hướng mặt về hướng Tây để mà mình tụng kinh niệm Phật trì chú. Bởi vì mình ở trong phòng thì nhiều lúc chồng mình đang ngủ, mình tụng vậy làm ồn, ổng không ngủ được. Thêm thứ hai nữa, trong phòng ngủ thì cái chuyện vợ chồng sinh hoạt ngủ nghỉ thì nó cũng không có thanh tịnh và bằng phòng khách. Nhưng mà nếu không có phòng khách luôn, cái cô đã có một cái phòng ngủ thôi thì sao? Thì nằm xếp re đó mình niệm Phật trong tâm. Chứ sao? Có nhiều người có bằng Phật vậy đó. Có cô Phật tử tội nghiệp, có cái bằng Phật thật là trang nghiêm. Nhưng mà ông chồng mà dậy khoảng 3:30 đến 4 giờ thì được, mà dậy sớm mà khoảng 1 giờ mấy 2 giờ cũng nằm im ru, cũng không dám lên bàn Phật. Lên hỏi bà đi đâu, cái bà ông chửi thì phải nằm im ru đó, bắt đầu niệm trong tâm A Di Đà Phật. Trời, nó khổ vậy đó. Mấy bà đây sướng quá trời. Phật có sẵn người ta khuyến khích tu mà còn ngủ nữa thôi. Thấy chưa? Trời ơi, cũng kêu đó, thí dụ như là 7 giờ nha. 6:30 tu xong là cổ phải nghe pháp, cổ ngồi 6 giờ của tu xong cổ phải ngồi, cổ đợi đến 6:30 ngồi trên bàn thờ đợi vậy đó, đi tới cây sơ, rồi 6:30 cổ nghe đúng nửa tiếng là 7 giờ phải xuống lo thức ăn cho ổng. Mà quá 7 giờ là coi chừng ổng la hoặc là ổng kiếm chuyện. Còn mình ngồi đã đời luôn, ngồi bao nhiêu cũng được, thực là cái phước duyên của mình nó thù thắng, không có ai chướng ngại mình. Đó, rồi mà dậy mà khoảng 2 giờ ngủ không được là một là bỏ tay nghe pháp, còn hai là nằm niệm Phật chứ không dám thức dậy sớm. Thấy chưa? Đó. Thì cái việc chúng tôi trả lời câu hỏi như vậy, thời gian quá 10 phút rồi. Thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh về tịnh độ. Ứng Hoàng Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, quyển 2, tập 14. Sáu La Mã khuyên chú trọng nhân quả. 1. Giảng rõ lý nhân quả. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ thoát chúng sanh. Luận theo Phật pháp, từ địa vị phàm phu cho đến phục quả, tất cả các pháp đều chẳng ra ngoài nhân quả. Luận theo thế gian, lẽ đâu riêng một pháp nào lại chẳng như thế. Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, thoạt đầu liền nói: tất thiện chi gia tất hữu dư khánh, tất bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Có nghĩa là nhà tất thiện sự vui có thừa, nhà chất chứa điều bất thiện tại ương có thừa. Tất thiện, tất bất thiện là nhân, dư khánh, dư ương là quả. Hơn nữa, đã có dư khánh, dư ương, lẽ đâu chẳng có bổn khánh, bổn ương. Bổn khánh, bổn ương chính là quả báo sẽ đạt được trong đời kế tiếp hoặc trong những đời sau nữa của người tích lũy điều thiện hay điều bất thiện. Những quả báo ấy sẽ lớn lao hơn dư khánh, dư ương mà con cháu được hưởng cả 100.000 vạn lần.
phàm phu chẳng thấy được, hạ nên cho là không có ư? Kinh dạy: dục chi tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, dục chi lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Có nghĩa là muốn biết cái nhân đời trước thì những gì phải chịu trong đời này chính là nó đấy. Muốn biết quả trong đời sau thì những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. Hồng Phạm do vua Đại Vũ soạn ra, Cơ Tử tường thuật nội dung sách ấy với Vũ Vương. Lời nói về ngũ phước lục cực ở cuối thiên sách ấy đã giảng rõ nghĩa nhân quả bao đời cực kỳ xác đáng thiết thực. Tổng Nho cho rằng Phật nói nhân quả bao đời lục đạo luân hồi chính là chỗ dựa để lừa bịp ngũ phú ngũ phụ tuân phụng giáo pháp của Ngài, chứ thật ra chẳng hề có chuyện ấy. Họ phán quyết: con người sau khi chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán. Dù có chém, chặt, xây, giả, lấy chi để thực hiện? Thần hồn đã phiêu tán rồi, còn ai để thọ sanh? Họ quyết đoán chắc chắn không có nhân quả. Vậy thì trong Xuân Thu Truyền, Sự Ký, Hán Thư thường chép những kẻ bị giết oan, quấy phá, kẻ triều ân, báo đức, đủ mọi sự tích. Chắc là tiền hiền đã tạo sẵn căn cứ cho Phật giáo lừa phỉnh người khác đó chăng? Đã không có nhân quả, không có đời sau thì nghĩu hay kiệt đều chết sạch cả rồi, ai chịu khăng khăng tu trì để cầu hư danh sau khi chết nữa đây? Bởi lẽ cái ta thật sự đã không có, hư danh có ích chí đâu. Do vậy thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để trừng phạt. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Đức Phật nói nhân quả bao đời luân hồi lục đạo chính là nêu bày nhân quả đến rốt ráo vậy. Có người bảo nhân quả là tiểu thừa, chẳng chịu đề xướng, đấy đều là hạng chuyên bằng xuân, chẳng tu thật đức. Đức Như Lai thành chánh giác, chúng sanh đọa ác đạo đều chẳng ra ngoài nhân quả, sao lại riêng có là tiểu thừa ư? Như Khổng Tử nói một âm một dương gọi là đạo, thì cái đạo vừa nói ấy thật sự là đạo gì? Chẳng phải là đạo thành và minh hợp nhất đó ư? Thành chính là minh đức, tức diệu tánh bất sanh bất diệt vốn sẵn có trong tâm chúng ta, đấy chính là tánh đức. Do không có công phu khắc phục phiền não nên tánh đức chẳng thể hiển hiện được, vì thế gọi nó là âm. Minh chính là chữ minh thứ nhất trong câu minh minh đức, có nghĩa là làm sáng tỏ minh đức, tức là công phu chiêu càng tịch dịch gắng sức tu trì, tức tu đức. Do những sự thuộc về tu đức hiển hiện rõ ràng nên gọi là dương. Dốc cộng tu đức đến cùng cực thì tánh đức sẽ tỏ lộ trọn vẹn, thành và minh hợp nhất, tức là cái thường được gọi là minh minh đức chỉ ở chí thiện, có nghĩa là làm sáng tỏ minh đức ở yên nơi tốt lành tột cùng. Công phu phi trước điều này, tức những phương cách tu tập để đạt đến minh minh đức chỉ ư chí thiện, là cách Phật chí chi thành ý chánh tâm tu thân. Còn sự nghiệp phía sau những điều này, tức những dự dụng được thể hiện sau khi đã đạt đến minh minh đức chỉ ư chí thiện, là tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhưng nếu chỉ dùng những công phu tu tập thành và minh hợp nhất minh minh đức chỉ ư chí thiện này để đạt tới tề gia trị quốc bình thiên hạ thì chưa thể nào đạt như vậy được, cho nên mới cần phải có những điều khiến cho chính ta chẳng thể không làm như vậy được, tức là những điều khiến cho chúng ta phải gắng sức cách Phật chí chi chánh tâm thành ý. Thế nào là những điều khiến cho chính ta không thể không làm như vậy được? Chính là nhân quả bao đời
luân hồi lục đạo. Kẻ tuy chí ngu, quyết cũng chẳng chuồng hung, ghét lành, vui mừng vì bị tai họa. Nghe, chất chứa điều thiện, ắt sự vui có thừa. Chất chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Người hiền ắt sẽ càng thêm siêu tu. Kẻ không ra gì cũng phải gắng sức làm lành. Cố gắng lâu ngày, nghiệp sẽ tiêu, chí sẽ rạng. Không có lỗi lầm, đức được sáng tỏ. Xưa kia là kẻ chẳng ra gì, nay là bậc đại hiền. Do vậy biết, đối với việc tự tu thì đạo thành và minh đã đủ rồi. Nhưng để dạy người khác, nếu chẳng dùng nhân quả để giúp vào thì cũng khó khiến cho chọn hết mọi người đều tuân theo được. Kết hợp hai pháp nhân quả và thành minh thì mới là đạo kế thiên lập cực, nêu gương mẫu cho muôn đời của thánh nhân. Đấy cũng chính là ánh sáng sẵn có trong tự tâm và Phật quang phổ chiếu pháp giới vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ. Kinh Hoa Nghiêm nói: hết thảy chúng sanh đều có đủ đức tướng trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy biết, trí huệ đức tướng của chúng sanh và Phật giống nhau, ấy chính là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước nên chúng sanh và Phật khác hẳn nhau, đấy chính là tu đức vậy. Tu đức có thuận có nghịch, tu thuận theo tánh thì càng tu càng gần, tu đến cùng cực bền chứng triệt để. Tuy chứng nhưng chọn chẳng được điều gì. Tu nghịch với tánh thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực bền vĩnh viễn đọa trong ác đạo. Đọa nhưng chọn chẳng mất gì. Hiểu rõ điều này thì kẻ ngu có thể là hiền, kẻ hiền có thể là ngu. Kẻ thọ bị chích yểu, kẻ chích yểu được sống thọ. Phú quý, bần tiền, con cháu đầy đàn hay tuyệt diệt, mỗi chuyện đều có thể tự mình làm chủ. Có chỗ nương tựa có thể thành không nơi nương tựa, không nơi nương tựa cũng có thể trở thành có nơi nương tựa. Như núi cao không lên được, con người không có cách nào thì cũng chẳng ngại đục vách núi, xếp đá thành bậc rồi cũng lên thẳng được chót đảnh. Con người xưa nay không biết đến nghĩa lý, tùy tâm tạo nghiệp, tùy tâm chuyển nghiệp. Bao nhiêu kẻ đại thông minh, đại học vấn trở thành bỏ sạch mọi công chức, lại còn di hại bảo kiếp. Nếu chẳng tu đức thì thân dù giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, hoặc quan vị cao cùng cực, thanh thế lừng lẫy như địa vị tể tướng phụ thần, có hay không những kẻ ngấy trong đời này thân bị giết, nhà tan cửa nát? Như vậy những gì thân mình tự có được đều chẳng thể nương cậy được. Viên Liễu Phàm khá hiểu nghĩa này, nên coi hết thảy những gì mình được hưởng thụ không gì chẳng phải do nhân trước định sẵn. Thế tục thường gọi tiền nhân là trời, thiên định thắng nhân, nghĩa là khó chuyển được cả nhân trước. Nhân định cũng có thể thắng được trời, nghĩa là tu trì chống lại nghiệp thì nhân trước chẳng đáng nương cậy. Tức là dùng cái nhân hiện tại làm nhân để tiêu diệt cả nhân trước. Nếu mặc tình làm càng thì sẽ trở thành trái ngược lại. Hiểu điều này thì kẻ ngu sẽ thành hiền, kẻ dở tệ tâm thường sẽ thành siêu quần bạc tùy. Điều do chính mình giữ cái lòng tu đức và tùy thời khéo dạy mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên Quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. Kinh dạy: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây nhân ác, muốn tránh quả ác như dưới mặt trời toàn trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi.
thường thấy kẻ ngu vô tri, vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi bèn mong phước to, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mắc họa không có nhân quả. Từ đó lùi hối cái tâm ban đầu, quay ngược lại phì bán Phật pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, bảo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Bảo thông ba đời có nghĩa là đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, hệ gây nghiệp quyết định không thể chẳng thọ báo. Chuyển biến do tâm là ví như có người tạo ác nghiệp sẽ vĩnh viễn đọa địa ngục, chịu khổ bao kiếp dài lâu. Về sau người ấy sinh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cài ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành dạy người cầu sanh Tây Phương. Do vậy đời này hoặc bị người khác khinh rẻ, hoặc bị chút bệnh khổ, hoặc bị bừng cùng đối chút, hoặc gặp hết thảy chuyện chẳng như ý, cái nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục bao kiếp chịu khổ dài lâu đã chót tạo trước kia nay liền tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Kinh Kim Cang dạy, nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của người ấy đáng lẽ đọa ác đạo. Vì đời này bị người khác khinh rẻ nên tội nghiệp đời trước bèn tiêu diệt, sẽ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm vậy. Trích dẫn văn sao Chánh Biên quyển 1, thư gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Niệm Phật diệt được tốt nghiệp, nhưng cần phải sanh lòng hổ thẹn lớn lao, sanh lòng kinh sợ lớn lao, chuyển cái tâm tốn người lợi mình của chúng sanh thành hành hạnh Bồ Tát lời khắp các chúng sanh, thì dù là tốt nghiệp, nghiệp trong quá khứ hay hiện nghiệp, nghiệp hiện tại, đều bị quang minh của Phật hiệu trong cái tâm đại bồ đề ấy tiêu diệt sạch sành sanh. Chẳng phải là niệm Phật uổng công, mà là vì chưa phát bồ đề tâm, nhưng ác nghiệp lại đặc biệt rộng lớn, nên công đức niệm Phật chẳng thể che lấp ác nghiệp được. Nếu có thể phát đại bồ đề tâm thì sẽ như mặt trời rực rỡ giữa hư không, sương mốc tản ngay lập tức. Người đời phần nhiều nửa đời làm ác rồi sau này mới cải hối, do chưa thể hoàn toàn không có ác báo bèn bảo Phật pháp chẳng linh, tu trì vô ích. Cư sĩ đã chẳng coi quan là người ngoài, nên cố nhiên quan chẳng thể không trình bày đại lược nguyên do với cư sĩ, để mong ông thoát khỏi đường mê lên bờ giác. Trích dẫn văn sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Khang Ki Giao, lá thư số 1. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài sáu căn ba nghiệp. Sáu căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Năm căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. Ba nghiệp là: một là thân nghiệp gồm ba thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Ba sự này tội nghiệp cực nặng. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiết sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế đời sau ắt phải bị chúng giết lại. Hai là trộm cắp. Phàm những vật của người khác chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là
hại thân mạng người ta, trộm cắp vật của người khác, tự hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra toàn phước thọ của chính mình, đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ta ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp cướp lấy, hoặc chống coi tài sản cho người khác rồi dở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ác sanh ra con cái phóng đẳng, người liêm khiết ác sanh ra con hiền thiện. Đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. Ba là tà dâm. Phạm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời có chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng chính khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thù khí phận của chính mình, quyết có thể đoạn chánh chẳng tà. Không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chính dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn. Nếu không chẳng chích sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời có hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái cháu chắc. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm chính là ác nghiệp nơi thân. Hai, khẩu nghiệp gồm có bốn: nói dối, nói thiêu dịch, ác khẩu, nói đôi chiều. Nói dối là nói lời không chân thật, đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. Nói thiêu dịch là nói những lời phóng lưu tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đản. Kẻ thiếu niên vô tri nghe lâu ngày ắt sẽ bị tà dâm chung vùi những cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái chó cái. Nếu sanh trong loài người thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp còn chưa khổ sở lắm, lâu ngày bệnh phong tình phát ra khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này sao lại khổ sở từ chút lấy hòa ương cho cả ta lẫn người, chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao như kiếm, khiến cho người ta khó thể chịu đựng nổi. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khiêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. Ba, ý nghiệp gồm ba thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, điều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý, ta bèn nổi cơn thịnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhưng quả ba đời lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân khẩu ý ba nghiệp điều thiện,
thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp điều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Thường. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hiện nay thế đạo loạn lạc, quả thật là từ ngàn xưa chưa hề nghe thấy. Xét đến nguồn gốc, đều do cái tâm tự tư tự lợi ươm thành. Vì hệ ôm lòng tự tư tự lợi, sẽ mặc tình giành nhau, làm chuyện tốn người, lợi mình, thương thiên, hại lý, coi rễ đạo, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, chẳng đối hoài. Do vậy, thế đạo nhân tâm ngày càng thiểm tắm tối, không cách nào đạt đến chỗ chánh đại quang minh. Họa phước không cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy. Thiện báo, ác báo như bóng theo hình. Lợi người chính là lợi mình, hại người còn quá hại mình. Giết cha người ta thì người ta cũng giết cha mình. Giết anh người ta cũng sẽ giết anh mình. Khéo thợ cha mẹ, ắt con ta có hiếu. Khéo thợ anh, ắt con ta hòa thuận. Như giọt nước rõ nơi mới hiên, giọt sau tiếp nối giọt trước. Xem đó, hiếu thuận cha mẹ, kính trọng anh, yêu người, lợi vật đều là nền phước về sau cho chính mình. Tổn người, lợi mình, thương thiên, hại lý đều là gốc họa về sau cho chính mình. Người dẫu chí ngu chắc chắn chẳng sung sướng vì mắc tai gặp họa, theo dự chánh lành. Nhưng xét đến hành vi thì lại hoàn toàn trái nghịch vì xảo thế. Do chưa gặp được người hiểu rõ lý, chẳng giải từng tầng xử lý nhưng quả báo ứng cho kẻ đó. Thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Thất phu sao có thể làm cho thiên hạ yên ổn được? Nếu người trong thiên hạ đều cùng biết nhân hiểu quả thì cái tâm tham sân si chẳng đến nỗi lấy lừng. Nghiệp giết trộm dâm chẳng dám làm càn. Yêu người lợi vật biết vui theo mạng trời. Tâm địa đã chánh đại quang minh thì tương lai đi đến đâu không chỗ nào chẳng phải là chỗ quang minh. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ